mỗi ngày. Cùng Lẩu Bạch Tuộc rộn ràng đón lễ. Chào mừng các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Nước dùng của Long sẽ nấu bằng chân gà. Mọi người lưu ý là chân gà này mình mua về mình làm sạch. Sau đó mình đập dập để mình luộc được, mình lấy được cái phần nước ngọt từ xương từ chân gà ra. Rồi. Bây giờ nước đã sôi rồi, Long phải cho vào chân gà vào. Như vậy là chân gà chúng ta chỉ cần sơ qua thôi đúng, đúng không? Đúng rồi, giúp cho cái phần chân gà được vệ sinh nó sạch hơn. Đồng thời là mình thấy là nước dùng mình sẽ rất là trong. Bây giờ Long sẽ trần qua nước lạnh và sau đó mình sẽ nấu nước dùng. Rồi, đây. Rồi, bây giờ Long phải cho vào đây chân gà của mình hồi nãy. Đây là củ hành tây và đây là gừng. Gừng. Long đã nướng qua rồi. Khi mà nấu nước dùng mình dùng hành tây nướng á thì cái nước dùng chúng ta sẽ có cái mùi thơm hơn, ngọt hơn và màu sắc đẹp hơn nữa. Mình có thể thái lát hay đập dập đều được. Củ cải trắng có phải giúp cho ngọt nước đúng không? Nó sẽ ngọt nước hơn. Và đây là bắp. Đến là bắp. Tiếp đến chính là cà rốt. Long sẽ cắt cà rốt miếng vừa. Cho cà rốt vào. Hầm chung lấy nước ngọt nha Minh Phương. Long sẽ đập dập xả. Cắt khúc. Cắt khúc. Rồi Long phải cho vào. Nêm vào đây một chút xíu muối thôi. Rồi thời gian bây giờ mình nấu sẽ là bao lâu hả Hoàng Long? Mình sẽ nấu nước dùng này khoảng 1 tiếng đồng hồ để ra được cái chất ngọt từ rau củ của chân gà ra. Trước khi mà mình sơ chế nguyên liệu sống thì Long sẽ tỉa hoa sơ cái phần cà rốt. Rồi mình sẽ cắt lát ra. Để chút xíu nữa mình cho vào lẩu. Khi mua bạch tuộc về nhà thì mình sẽ rửa qua rượu và gừng để khử được mùi tanh của hải sản, đặc biệt là bạch tuộc. Long sẽ cắt từng miếng vừa ăn. Đây là phần phi lê bò đúng không Long? Đúng rồi, đây là phi lê bò. Cái phần nước dùng chúng ta cũng đã ra đủ độ ngọt. Long sẽ lọc đi cái phần xác và mình giữ lại cái phần nước dùng. Bây giờ Long sẽ chắc cái phần nước cốt này ra. Cái mình đến. Chuẩn bị công đoạn là nêm nếm gia vị. Sẽ nêm vào đây là 2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon heo. Tiếp đến là nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh muối, 2 muỗng canh nước mắm. Rồi và 2 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 3 muỗng canh giấm gạo lên men Lisa. Vị chua từ giấm gạo lên men Lisa giúp món ăn chúng ta có vị thanh và chua nhẹ. Wow. Lúc này đây mình sẽ cho vào cà rốt đã tỉa hoa. Cho tôm vào trước nè. À, cho tôm vô nè. Cái đến là bạch tuộc đúng không? Đúng rồi. Cái nào nhanh chín á thì mình cho sau. Cái nào lâu chín thì mình cho trước. Thôi rồi, hoặc là bỏ bò vô. Mình bò cho là nhanh vào. Đúng rồi. Đúng rồi. Chút xíu vào gai phía trên. Wow. Bạch tuộc tươi ngọt thịt, cắn vào giòn sực. Thịt bò thì mềm thấm vị. Hơn một chút nước lẩu chua thanh ngọt hậu. Chắc chắn sẽ làm bạn phải vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Ăn mãi không ngừng.